Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài. Mời cộng đoàn và các con tiếp tục nghe trình thuật của Thánh Luca tiếp câu chuyện người cha nhân hậu. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Con chẳng đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta quyết đứng lên về nhà cùng cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng ngồi. Thiếu nhi ơi, thiếu nhi à, sao mà dạ nó yếu thế? Lại ha, cha nói cha gọi càng nhỏ các con trả lời càng lớn ha, để xem là tai của thiếu nhi có thính không. Thiếu nhi ơi, à, thiếu nhi à, chứng tỏ là tai các con rất thính. Và bây giờ lắng nghe câu hỏi của cha nhé. Hồi nãy là cha thử tai các con có thính không, bây giờ cha thử xem là trí nhớ của các con có tốt không. Dám thử không? Dám không? Hãy lắng nghe đây. Hôm qua khi trước khi kết thúc thánh lễ, cha dặn đi các con điều gì? À, đây có một bạn giơ tay trước. Thôi cha, về nhà cảm ơn ba mẹ. Về nhà cảm ơn ba mẹ, thế rồi con có làm không? Dạ có. Con cảm ơn ba mẹ lúc nào và cảm ơn ba mẹ vì điều gì? Ba mẹ đã sinh ra con. Ô, tuyệt vời, cảm ơn con. Vỗ tay đi các bạn. Một phần quà dành cho người câu hỏi câu trả lời tuyệt vời đầu tiên. Và bây giờ cha hỏi tất cả các con nhé. Ai hôm qua về nhà cảm ơn cha mẹ? Giơ tay. 1, 2, 3. Giơ cao lên, có người gãi gãi tai, cha nghi lắm á. Lại đi nào. Tay đâu? Ai cảm ơn, ai làm thì dơ, không làm thì thôi nhá. Ai cảm ơn cha mẹ dơ tay. Ồ, khá nhiều bỏ xuống. Cảm ơn các con vì nhớ lời cha dặn. Ai không quên, không cảm ơn cha mẹ ngày hôm qua, dơ tay cha coi. Mạnh dạn lên các con, can đảm lên các con. Ai dơ tay thẳng lên nào. Và cũng có nhiều cánh tay giơ thẳng lên. Đáng khen không các con? Đáng khen không? Con trả lời cho cha tại sao hôm qua con không cảm ơn ba mẹ. Như cha là con đi học. À, con đi học, tối về có gặp ba mẹ không? Dạ có. Thế rồi con có cảm ơn không? Dạ con quên. Con quên. Vỗ tay hay không các con? Vỗ tay các con. Ai có thể trả lời cho cha tại sao bạn ấy quên không cảm ơn cha mẹ mà cha vẫn mời mọi người vỗ tay? Ai trả lời được câu này? Rồi mời con. Thôi cha, là vì cha
cha cũng khuyến khích bạn ấy để bạn ấy hôm nay về nhà có thể cảm ơn cha mẹ mình. Có ý hay, vỗ tay. Và ai có thể trả lời một câu hỏi, câu trả lời hay hơn nữa? Vâng, mời con. Nhớ cha vì bạn ấy trung thực. Vì bạn ấy trung thực, đây mới là câu trả lời mà cha cần có. Vỗ tay đi con. Và xin hai phần quà cho em, trả lời rất thông minh. Chút xíu cha sẽ quay trở lại phân tích câu trả lời của con nhé. Rồi cứ ngồi xuống từ từ đi. Thế có ai tự hỏi trong đầu mình rằng tại sao ông cha cao ông lại nhắc mình là phải cảm ơn cha mẹ không? Có ai hỏi không? Rồi con trả lời cho cha coi. Bây giờ cha hỏi nhé, tại sao cha lại nhắc các con là phải cảm ơn cha mẹ? Rồi cho con ngồi đấy. Đây bạn bên này. Dạ thưa cha, là cha mẹ đã sinh ra chúng con. À, cha mẹ đã sinh ra chúng con. Khoan, cha chưa bình luận. Bây giờ cha đặt câu hỏi tiếp. Vậy thì con mèo mẹ nó có sinh ra con mèo con không? Con mèo con nó có cảm ơn con và mèo mẹ bao giờ không? Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa con và con mèo con? Ai trả lời được câu này? Đây. Cho bạn ưu tiên, cho bạn ngồi trong đi, có bạn thiệt thòi con. Mẹ con mèo con nó cũng sinh ra nó, ba mẹ cũng sinh ra con, tại sao con phải cảm ơn cha mẹ mà con mèo con nó không cảm ơn? Dạ bởi vì mình cảm ơn cha mẹ vì đã đưa mình đi học, đưa mình về, đã lao động cực khổ để có tiền nuôi mình. Con cảm thấy thế nào? Dạ con cảm thấy rất là vui khi ba mẹ con kiếm tiền cho con. Tuyệt vời các con, cảm ơn con. Một câu trả lời rất thông minh. Bây giờ con muốn nghe cha giải thích tại sao. Con trả lời có ý hay rồi đó, nhưng mà muốn cha làm rõ không? Ai muốn cha giải thích thêm chỗ này không? Muốn cho cha một tràng pháo tay khích lệ đi. Cảm ơn các con. Vâng. Chúng ta cảm ơn cha mẹ, đặc biệt là những người làm con, như bạn vừa đây vừa giải thích, vì cha mẹ sinh ra chúng ta, vì cha mẹ vất vả làm lụng để nuôi chúng ta, cha mẹ chăm sóc chúng ta, vân vân và vân vân. Đó là món quà của cái gì? Của cái gì? Rồi, ưu tiên nha. Của cái gì? Của món quà của ba mẹ. Của ba mẹ, tuyệt vời. Và cái tên khác nữa được gọi là gì? Là gì? Là gì? Dạ thưa cha, là Thiên Chúa. Là Thiên Chúa cũng tuyệt vời luôn. Và còn một tên gọi cụ thể hơn nữa, gần gũi với các con nữa là gì? Là gì? Dạ thưa cha, là Chúa Cha. Là Chúa Cha, tuyệt vời luôn. Hôm qua có một bạn nào trả lời cho cha lúc đầu đó. Cái gì quý nhất? Thứ nhất là mạng sống, thứ hai là tình yêu thương. Các con, cảm ơn các con, ngồi xuống và đợi chờ câu hỏi tiếp theo nhé. Chúng ta cảm ơn cha mẹ, cảm ơn những người đã vất vả sinh thành, nuôi dưỡng và cho chúng ta mạng sống. Đó là món quà của tình yêu thương, là gia tài tuyệt vời mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Vậy thì lời cảm ơn là kết quả hay là hoa trái của tình yêu thương mà chúng ta đón nhận được ở trong chính gia đình của mình? Một lời cảm ơn với cha mẹ, với anh chị, với những người làm cho chúng ta những điều tốt lành, làm được không các con?
Làm được không? Hỡi những bạn hôm qua quên, bị quên ơi. Nhỏ quá. Các bạn bị quên ơi. Ngày hôm nay chúng ta làm lại được không? Dễ hay khó? Dễ. Và lời cảm ơn mới chỉ là cấp độ số 1 thôi các con. Các con có muốn diễn tả cái lòng biết ơn của con ở cấp độ cao hơn không? Ai muốn? Giơ tay nói yes. Lại, ai muốn giơ tay nói? Vẫn còn nhỏ, nếu không nói đủ mà vỡ cái kiếng nhà thờ này ra thì cha không giải thích nữa. Ai muốn xin vui lòng nói yes. Cha Toản ơi, chuẩn bị ráp kiếng mới nghe. Muốn hiểu được điều này, nghe ca cha kể một câu chuyện. Muốn nghe không? Thiếu nhi muốn nghe không? Ừ, câu chuyện này có thể các con đã nghe rồi, nhưng cha vẫn muốn kể lại. Bởi vì mỗi lần cha kể lại, lại là một lần để nhắc cho cha, nhắc nhở cho cha cảm nghiệm được sâu sắc hơn lòng biết ơn đối với cha mẹ. Nghe không? Chắc không? Chắc ha. Chắc thì không ai nói chuyện ha. Có một câu chuyện được gọi là bé Tí. Bé Tí học giỏi, hôm chạy về đưa khoe với ba. Ba ơi, hôm nay con được 10 điểm. Ba nói, bé Tí giỏi, cha thưởng cho 10.000. Thích không? Thích không? 10.000 bỏ làm gì? Bỏ heo hả? Ừ. Ngày hôm sau bé Tí ba đi làm về, bé Tí nói, ba ơi, hôm nay con ở nhà con rửa chén, giúp mẹ rửa chén. Ba vỗ đầu, bé Tí giỏi, thưởng 10.000. Thích không? Ngày hôm sau nữa, ba cũng đi làm về, bé Tí nói, ba ơi, hôm nay con đến nhà thờ học giáo lý, được anh chị khen. Ba bảo bé Tí giỏi, thưởng 10.000 nữa. Sướng không? Sướng không? À, thế là bé Tí rất thông minh. Rất thông minh. Và bé Tí bảo, vậy thì mỗi lần sau mỗi lần con được làm một điều gì hay, ba thưởng con như vậy 10.000 nữa hả? Ba bảo ừ. Thế là thứ hai là ngày đầu tuần, bé Tí lấy cuốn sổ ra, cứ mỗi một ngày viết. Và đến thứ bảy cuối tuần, đến chủ nhật, sáng chủ nhật, trước khi đi lễ, bé Tí viết để trên bàn của ba một phong thư, bỏ vào trong một cái phong bì đặt trên bàn. Đố các con biết bé Tí viết gì? Cha nghĩ là các con có giải pháp, nhưng nghe giải pháp của cha trước rồi chút xíu cha sẽ hỏi giải pháp của con nhé. Bé Tí viết, thưa ba, tuần này con được 3 điểm 10 gạch ngang bằng 30.000. Tuần này con rửa chén và giúp mẹ lau nhà 4 lần gạch ngang cộng lại là 40.000. Các con làm toán giỏi. Tuần này con đi học giáo lý được nhận 2 phần thưởng của các anh chị huynh trưởng ở sứ đoàn gạch ngang bằng 20.000. Tuần này đặc biệt hơn, tối con về nhà cầu nguyện cho ba mẹ gạch ngang 10.000. Dưới tổng cộng bé Tí ghi, vậy là ba nợ con 100.000. Tính toán giỏi, vỗ tay. Sáng đó bé Tí đi với anh chị đi nhà thờ học giáo lý, ba đi lễ chiều mà. Chiều bé Tí về, và cả ngày đó bé Tí tâm niệm rằng hôm nay mình về thế nào cũng được 100.000 ba để ở trong phong bì.
Chiều về, bé Tí chạy vào cái bàn của ba làm việc của ba, cũng cầm được một phong thư dày đủ 100.000. Mừng không? Mừng không? Chưa hết đâu con. Trong đó, ba cũng viết cho bé Tí một lá thư. Đâu biết ba viết gì? Muốn nghe không? Bé Tí à, mẹ sinh ra cứu mang con 9 tháng 10 ngày gạch ngang. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Không, miễn phí. Miễn phí, hiểu từ miễn phí không? 3 năm con khóc nhè tè dầm, ba mẹ phải thức trắng đêm để bù mớm sữa cho con. Gạch ngang, miễn phí. 5 lần con đi bệnh viện, ba mẹ phải bỏ việc làm để chăm sóc con ở bệnh viện. Gạch ngang, miễn phí. Con đi học cho đến hôm nay từ lớp 1 đến lớp 10, 10 năm cha mẹ đưa đón con đi học và trả tiền học phí và quần áo cho con. Gạch ngang, miễn phí. Còn 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, ba mẹ lo cho con đi học và trả tiền học phí cho con. Gạch ngang, mai mốt con lớn lên cha mẹ lo chồng vợ, lo chồng cho con. Gạch ngang, mai mốt con đẻ con, con ra ba mẹ chăm sóc cho con cái của con. Gạch ngang. Và mai mốt con về già, cha mẹ chết rồi, cha mẹ lên thiên đàng cầu nguyện cho con. Gạch ngang, miễn phí. Nếu con là bé Tí, con sẽ làm gì? Đọc thư xong con sẽ làm gì? Bây giờ cha dành câu hỏi này cho các anh giúp lễ, bởi vì các anh giúp lễ chưa được cơ hội trả lời. Các bạn giúp lễ đâu? Cơ hội này dành cho con. Nếu con là bé Tí rồi, mời con ra đây. Nếu con là bé Tí, đọc xong lá thư này của ba, con sẽ làm gì? Dạ thưa cha, là con sẽ trả lại hết tiền cho ba. Dạ con sẽ luôn luôn phụ giúp cho cha mẹ và không đòi tiền của cha mẹ nữa. Sao? Dạ, vì cha mẹ đã khổ công làm mọi việc để lo cho con. Tuyệt vời không các con? Tuyệt vời không các con? Và cha ước mong đây là câu hỏi trả lời của tất cả các con, không chỉ riêng mình con. Con tên gì? Dạ, con tên là Phúc. Con tên là Phúc. Cha ước mong câu trả lời của Phúc là câu trả lời của tất cả các con. Các con có câu trả lời giống mình không? Ai có câu trả lời vỗ tay một lần nữa đi. Cảm ơn Phúc, Phúc có câu trả lời tuyệt vời. Và xin 2 phần thưởng cho Phúc nhé. 3 phần thưởng Phúc share thêm cho các bạn giáo lý của mình nhé. Các con à, lời cảm ơn, lời cảm ơn chưa đủ. Lời cảm ơn chỉ là một bước đầu tiên để chúng ta ý thức mình được lãnh nhận những món quà tình yêu tuyệt vời của cha mẹ và gia đình. Nhưng lời cảm ơn này phải được hành động. Bởi vì món quà gia đình mà Chúa trao cho chúng ta không là chỉ chúng ta nhận lấy, mà chúng ta góp phần vào để làm cho món quà này trở nên tuyệt vời hơn trong chính gia đình của chúng ta. Bạn Phúc trả lời rằng con sẽ không dám nhận lấy 10-100 ngàn của ba, và con sẽ cố gắng làm tất cả những gì con có thể để đáp lại ân tình của cha mẹ. Và khi các con làm tất cả những điều đó để đáp lại ân tình của cha mẹ dành cho con, là các con đang cộng tác vào để xây dựng hạnh phúc cho chính gia đình của mình.
Làm được không các con? Được không? Được không? Các bạn ơi, hôm qua ai dùng 2 giờ để chơi game mỗi ngày giơ tay cho coi, và cha đang khuyến khích sự thành thật của các bạn. Ai dùng 2 giờ trở lên chơi game mỗi ngày? Cảm ơn các con vì các con thành thật. Bây giờ các con chuyển 1 giờ chơi game sang thành 1 giờ giúp ba mẹ và các anh chị em trong gia đình được không? Làm như thế là các con đang làm giống bé để cảm ơn cha mẹ. Làm như thế là để các con đang công tác vào để xây dựng gia đình của mình trở thành một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đặc biệt các bậc phụ huynh, chúng ta thương con của chúng ta, ta trao cho con của chúng ta tất cả. Nhưng xin quý vị đừng quên rằng các con của chúng ta không chỉ là những người chỉ biết nhận. Nâng cao các con chúng ta lên một tầm mới là giúp cho con của chúng ta lãnh nhận giá trị tình thương ở trong gia đình và dùng khả năng của chúng nó để tạo nên hạnh phúc của chính gia đình mình. Ai ngày hôm qua nhận được lời cảm ơn của con mình trong buổi tối hôm qua? Và quý vị có cảm thấy khi con mình mở được một lời cảm ơn cha mẹ, anh chị em cảm thấy hạnh phúc không ạ? Tôi tin rằng anh chị em cảm thấy hạnh phúc, và chỉ cần một lời đấy thôi thì tất cả những khó nhọc, vất vả, bực bội và những áp lực trong cuộc sống của anh chị em sẽ được viên thuốc của lời cảm ơn đấy làm tiêu tan. Vậy thì chứng tỏ rằng con cái của chúng ta có khả năng và có vai trò góp phần vào xây dựng hạnh phúc gia đình nếu chúng ta biết cách hướng dẫn, nếu chúng ta biết cách chuyển giao cho các con những giá trị sống thực sự, và nếu chúng ta biết khơi lên cho các con chúng ta biết cách cộng tác vào xây dựng gia đình, chúng ta sẽ có những gia đình, một gia đình hạnh phúc thực sự. Các con thiếu nhi ơi, muốn nghe cha nói tiếp không? Muốn nghe kể chuyện tiếp không? Rồi, trước khi cha thể kể câu chuyện tiếp theo, cha hỏi nhé. Câu này cha hỏi chung. Ai có thì giơ tay, không có thì thôi nhé. Sẵn sàng nghe câu hỏi của cha chưa? Sẵn sàng chưa? Ai ở trong nhà mình mà từng giành đồ chơi với bạn, với anh chị em rồi khóc nhè giơ tay cha coi? Mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, mạnh dạn lên. Có một số bạn vỗ tay mừng sự trung thực và can đảm của các bạn. Ai đã từng một lần làm cho ba mẹ mình buồn và giận dữ vì mình, giơ tay? Vậy là hầu như tất cả. Cảm ơn các con. Đố các con biết tại sao cha hỏi điều đó. Con trả lời. Tại vì cha sẽ biết con sẽ ngoan như thế nào. Câu trả lời hay. Tại vì cha sẽ biết con ngoan thế nào. Cuộc đời ai cũng có những lúc lầm lỡ, ai cũng có những lỗi phạm. Cha mừng vì đa số mà hầu hết các con đều giơ tay để nhận lỗi của mình. Thưa anh chị em, tôi mừng vì anh chị em đã đang chuyển giao cho các con của mình một giá trị sống của gia đình. Đó là sự trung thực. Đó là sự trung thực. Dạy cho con biết tiếng nói thật thà từ trong lương tâm của mình.
Đó là một giá trị mà nếu gia đình không chuyển giao cho con cái, chúng nó sẽ không có. Và anh chị em thử tưởng tượng xem, nếu anh chị em không chuyển giao cho con mình tiếng nói thật thà từ trong lương tâm được đào tạo ở trong gia đình, mai mốt nhỏ thì nó nói dối, lớn lên thì nó bắt đầu lọc lừa, và hậu quả của sự gian dối lọc lừa đi đến đâu anh chị em thừa biết. Vậy thì nếu có trường hợp nào còn khiếm khuyết xuất hiện ở trong một vài hoàn cảnh nào đó, xin cha mẹ và phụ huynh ý thức dạy cho con tiếng nói thật thà từ trong lương tâm. Bây giờ là câu chuyện dành cho các con này, nghe không? Các con sẽ có quyền trả lời đúng hoặc sai sau câu chuyện của cha, nghe. Bạn Tèo, đá banh, xách trái banh mà không đá ngoài sân, đá ở trong nhà và đá cái bùm bể cái tủ kiếng. Ba ra hỏi, đứa nào đá banh? Thằng Tèo bảo, thằng Tí nó đá đó ba. Tèo đúng hay Tí đúng? Tèo trả lời đúng hay sai? Dạ thưa cha là sai. Nếu là con thì con trả lời thế nào? Dạ con sẽ trả lời là con là vỡ kính. À, là con sao? Con đá banh làm vỡ kính. À, con đá banh làm vỡ cứng, cho một làm vỡ kiếng, vỗ tay, mừng bạn đấy con. Đấy là tôi thử trách nhiệm con cái của chúng ta. Đôi lúc thói quen dạy con ở trong các gia đình thường diễn ra như thế này. Một đứa bé, nó đi, nó vấp vào cái bàn, chân bàn và nó té, nó khóc nhè. Và mẹ hay bà hay gì, này con nín đi, cái bàn này làm con té phải, để bạn đánh này, chừa cái bàn này, lần sau không có làm cho bé té nhá. Đúng hay sai? Dạ thưa cha là sai. Tại sao vậy? Tại sao con biết là sai? Cảm ơn con, bạn nào có câu trả lời hay hơn? Để cho bạn nam đi, bạn nữ nãy giờ trả lời nhiều rồi. Tại sao con biết là sai? Ở dưới này đi, hồi dưới này nãy giờ chưa được cơ hội nè. Ai biết là sai rồi, con trả lời đi. Dạ thưa cha là tại vì là cái bàn không biết đi. À, cái bàn không biết đi. Có ý hay, vỗ tay. Ai có câu trả lời hay hơn? Rồi bên này. Ai? Rồi, hồi nãy con trả lời rồi. Tại sao? Rồi mời các anh chị ở dưới. Dạ thưa cha, là vì là mình là người vấp phải cái bàn là do lỗi của bản thân mình, chứ không phải là do cái bàn làm cho mình té. Hay, quá hay, vỗ tay đi chung các bạn ơi. Lỗi tại mình, không phải lỗi tại cái bàn. Nhưng đằng sau đó sẽ để hiểu hậu quả gì, thưa quý ông bà anh chị em. Thứ nhất, nếu chúng ta dạy con chúng ta kiểu đó đó, thì một cái thứ ngày hôm nay được gọi là thứ văn hóa đổ tội. Văn hóa này đóng hoặc kép nhé, không văn hóa đúng nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chúng ta tràn đầy việc là làm lỗi rồi đổ tội cho cái khác. Làm lỗi rồi đổ tội cho người này, làm lỗi đổ tội cho người khác. Và làm cho cả xã hội và con người bị băng hoại. Cái thứ hai hậu quả của cái lối dạy con như thế này đó, là đang dạy cho con cái chúng ta một cái thứ hành xử lòng hận thù, trả thù cái bàn. Mai mốt nó sẽ trả thù người khác. Nếu ai đang có lối dạy con như thế thì chúng ta đang làm hư tài sản quý giá mà Chúa trao cho chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, những nền tảng của gia đình là lòng biết ơn,
là sự thật thà, là sự hy sinh cho người khác, là sự chân thành, biết nhận lỗi về mình, biết sống cho người khác. Đó là những giá trị cơ bản nhất mà Chúa đang trao cho các gia đình, để các gia đình chuyển trao lại cho các con em, là nền tảng vững chắc của một con người. Nó làm cho con người trở thành một con người thực sự. Nó làm cho con, cho các con khác con mèo con. Nó không biết cảm ơn. Con mèo con nó không biết nhận lỗi. Con mèo con nó không biết nói thật. Con mèo con nó không biết cảm nhận và sống lòng biết ơn đâu các con. Bây giờ các con hiểu tại sao các con khác con mèo con chưa? Hiểu chưa? Vậy con muốn làm người hay muốn làm mèo con? Ừ, muốn làm người thì sống biết ơn cha mẹ và mọi người. Muốn làm người thì phải nói thật và sống thật. Muốn làm người thì mình có lỗi, phải nhận lỗi và biết sửa lỗi. Như thế, các con làm được như thế, các con sẽ đang làm giàu gia tài mà Chúa ban cho chúng ta. Còn nhiều khía cạnh nền tảng của gia đình, con không có giờ để chia sẻ hết với cộng đoàn, và cha cũng không có đủ giờ để chia sẻ với thiếu nhi. Nhưng một vài điểm đó để chúng ta thấy gia tài gia đình Chúa ban cho chúng ta với những giá trị của tình yêu thật quý giá. Tình yêu nuôi chúng ta lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Tình yêu chúng ta được nhận lãnh qua gia đình, qua cha mẹ, qua sự yêu thương, và chúng ta sống đáp trả yêu thương đấy bằng lòng biết ơn, bằng sự thật thà, bằng sự phục vụ, chia sẻ và cộng tác với nhau. Chúng ta sẽ làm giàu kho tàng của Thiên Chúa trao cho chúng ta. Amen. Mời các con chúng ta tiếp tục dâng